hơn nữa. Mà trong đó quan trọng nhất là đối với những khách hàng cũ thì mình phải tìm mọi cách để giữ chân họ và không bị mất khách hàng. Và sau khi mà giữ ổn định khách hàng cũ rồi thì mới tính đến là tìm thêm khách hàng mới. Đó, và làm thế nào để tăng được cái lượng giao dịch của khách hàng cũ lên. Ví dụ như đối với khách hàng thì sẽ có 5 cái điều. Thứ nhất là làm thế nào để cho khiến cho khách hàng khao khát cái dịch vụ của tôi. Làm thế nào để các cái giá trị của tôi hấp dẫn được khách hàng. Làm thế nào để ấn tượng của tôi như kiểu là dạng ám ảnh trong tâm trí khách hàng ấy. Và làm thế nào để khách hàng bắt tay hợp tác với tôi. Và cái mức độ cao nhất là làm thế nào để khách hàng trở thành đại sứ thương hiệu của tôi. Thì rõ ràng là nếu như mà đối với những khách hàng cũ mà mình làm được cả những điều này thì thậm chí là cái việc mở rộng khách hàng của mình có thể nhân lên theo cấp số nhân ạ. Thực ra ngày hôm nay thì em cũng biết thêm rất là nhiều thứ, ví dụ như là em có thể về phân tích thêm tập khách hàng của bên em, từ đấy thì có thể áp dụng thêm một số chiến lược marketing mới, ví dụ như là chi phí hay là doanh thu từ khách hàng cũ và khách hàng mới. Từ đấy thì bọn em sẽ xây dựng thêm một vài chiến lược để phù hợp hơn, ví dụ như là các cái chương trình dành cho khách hàng cũ. Đấy, cảm ơn ạ. Vì mà về góc độ truyền thông ấy thì cái việc mình chi phí mình bỏ ra để tiếp mang về một đơn hàng của khách hàng cũ bao giờ thấp hơn rất nhiều so với khách hàng mới. Nếu chúng ta mà làm cái vấn đề này tốt thì cái việc chi phí tự mình tối ưu chi phí cũng như là mình tạo mối quan hệ thì cái khách hàng cũ của mình ấy, họ sẽ theo mình và họ sẽ mình có thể gia tăng các cái giá trị, gia tăng các đơn hàng bán chéo rồi thì, chào các cái sản phẩm mới. Khi đó thì các cái doanh thu của chúng ta ấy, nó sẽ thiên nhiều hơn về cái khách hàng cũ này, làm cho cái cho doanh nghiệp mình sẽ phát triển một cách bền vững hơn. Đó là cái mà cũng hy vọng mọi người sẽ ghi nhớ cái phần đó. Tôi cũng rất là tâm đắc phần đó là các doanh nghiệp chúng ta thường hay quên những khách hàng cũ, và mình nếu mà mình có cái hệ thống quản lý CRM khách hàng ấy, thì mình áp dụng phần này sẽ rất là tốt. Xin cảm ơn thầy. Kiến thức của thầy thì hôm nay tôi có được cái hiểu được một cách tổng quan về cách làm marketing, không chỉ với một cái lĩnh vực nào cả mà nó là tổng quan xuyên suốt. Mình hiểu được bản chất của marketing, cái điều gốc rễ là mình hiểu được bản chất đó, cái điều đó tôi rất là thích đó. Và để mà nói về cái đấy là về cái cảm nhận của tôi, còn về một cái bài học, tức là ở đây thì có nói rất là nhiều về đặt ra năm những cái câu hỏi để mình trả lời, từ đó là mình biết được là mình đang ở đâu và mình cần làm gì. Cái điều đó thì rất là ý nghĩa. Và ở đây thì tôi thấy có một cái điều là, tức là cái việc đầu tiên ấy, tức là làm sao để mình tạo, từ cái bước đầu tiên là mình tạo ra cái sự khao khát cái dịch vụ của mình, làm cho khách hàng khao khát cái dịch vụ của mình ấy, thì xin được thầy có thể là có một cái buổi nữa để chúng ta đi sâu hơn vào những cái cốt lõi giải quyết những cái vấn đề của các doanh nghiệp ở đây. Chúng ta hãy đi sâu hơn thì lúc đó chúng ta áp dụng được những vấn đề của tôi là gì, và tôi về thực hành cái điều đó và feedback lại. Cái điều đó thì mới là tôi nghĩ là nó sẽ hiệu quả rất là nhiều.